từ vòng miệng này đến cung hàm này đến môi và đến mũi nhá. Vâng. Đấy, thế thì là bây giờ giai đoạn một giai đoạn đầu tiên là phải cho cháu đeo một cái hàm chỉnh hình như thế này. Hàm thông khổ. Chỉ có ôm nhau mà khóc. Lúc đó nó rất là sợ. Nói là từ bất chấp là đúng. Nên là đã để lại bé. Biết con tôi thế mà tôi rất là quyết định. Con nó về với mình. Vâng, gia tộc đây là gia tộc họ Lê. Nhà tôi thì họ thì ở chỗ xa mà xin chuyển trên này ở. Bố thì lính chống Mỹ. Ông ấy là một thương binh. Còn mẹ trước kia cũng là một nhân viên y tế về hưu. Bác có đang chuyển đấy. Ra nói chuyện đi. Cái gì đây? Thôi từ từ. Ra nói chuyện. Thì khi sinh ra đã bị rồi. Còn 4 tuổi thì không bên môn ngoài. Đấy, 5-9 tuổi là khâu hàm ếch. Còn đây là con trai thôi. Ngày xưa ông ấy bị nặng lắm đấy chị ạ. Hai khe hai bên này, môi được cong lên này. Trong phòng khi đã lên đây thì đã được bác sĩ trên bệnh viện Nhi Trung ương cũng như bác sĩ Lan. Nó rất là nhớ bác sĩ Lan đấy. Nay nó cứ tưởng bác sĩ Lan về nữa. Ồ. Mình nhớ bác Lan. Cháu thì em bắt đầu lau từ môi này. In Vietnam, in general, the challenge and situation now is the rate of cleft lip and palate. Baby is from 1 per 800 to 1 per 600. There are many cleft missing from foreigner team. No any more surgery, so the outcome is not good. For example, the first I visit Taiwan is in 2016. The teacher is Professor Lun Zulo. Dr. Lin 给我的印象很深刻，他是一个很认真的医师。Thế thì thứ nhất là nếu mà theo kỹ thuật của Đài Loan thì chỉnh hình được phẫu thuật, chỉnh hình trước phẫu thuật đây là mình có thể đưa các cái khe hở cung hàm nó hẹp hơn, phát âm trị ngọng rồi sửa môi mũi rồi ghép xương hổ răng rồi chỉnh hình xương hai hàm. Của em Tuấn Minh ấy thì là một cái trường hợp khe hở môi, vòm miệng toàn bộ phải. Nghĩa là hở toàn bộ từ vòm mềm, vòm cứng, xương ổ răng đến môi và nền mũi. Thì phẫu thuật ở trong cái lúc mà em bé được 3 tháng này.我的教授是黄琼新教授。我们把种子医师呢带回来台湾来训练，他们具有使命感。有唇腭裂的 baby 就很难的喂奶。môi đầu tiên thì cháu khi mà chưa khi mổ ấy, thì cháu ăn cháu sẽ tràn sữa ra rất là nhiều。
Những hôm mà nhìn thấy các bé mà trào sữa đó, không mẹ nào cầm nổi nước mắt cả. Nam 呢，把鼻腔和口腔就分出来，像一个上颚的，它就可以吸奶，小 baby 就有够的重量，可以达到最好的状况做手术。Bình xuyên ấy. Đỡ hơn, và khi cái giọng nói của em thì bây giờ cháu nó vẫn còn rất là ngọng ạ. Con ra ngoài xã hội thì không bị mọi người nghe người là nói ngọng. Là cái phát âm à? Phát âm, chuyên sĩ phát âm, cần biết là chẳng khác nhau. Ngồi đây chơi câu cá, ngồi đây chơi câu cá nhé. À, cho cô bạn gì nhỉ? Cá. Mình câu cá nhé. Some collab palette children have a trouble in language delay. I fixing the incorrect speed is okay, but sometimes have a not good outcome. I didn't know why. When I went to the Taiwan, my teacher is Miss Claudia and Miss Ruby. When I study in Craniofacial Center, I very interested PS.Because in Hanoi, we don't have, and I never heard about that. So it is very, very important. In the north of Vietnam now, no any hospital can do speech management for cleft patient. And I'm not sure about the sound. Why do we have to use the whole new hospital to donate to the hospital? The most important thing is,Dr. Lan 所带领的这个团队，他们真的很努力，应该是北院最好的团队。飞天空间，飞天空间，那叫滴滴。I can use adjustment or assessment for speed. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong việc điều trị cho trẻ khe hở vòm miệng. Đúng rồi. Con này cầm này con đọc lại xem nào, ông ngọng lắm. Đọc mấy cự giọng cự giọng. Thời gian hoạt quá từng phần. Bốn phương gửi về các bác sĩ chuyên gia nước ngoài đã giúp các bé và mẹ các bé nuôi được cái niềm hy vọng.Là đây là niềm hy vọng của các mẹ.我妈妈说要留，一定要留。她说这个没问题，一定要留，因为她是第一个小孩啊。bởi vì cái này thì ông trời ông cho con như thế nào thì gia đình nuôi như vậy thôi. Cháu chỉ là khuyết tật một chút thôi chứ không có sao cả. Mà bố vượt qua hết tất cả ở đấy, mong con sau này cũng phải vượt. Eo trên khăn chẳng khăn.Vì thế là quá trình phẫu thuật cũng rất là thuận lợi thôi. Và kết quả cũng tốt, đã đạt được các cái mục tiêu. Đấy là kết quả của em thì rất là tốt thôi. Cảm ơn hai bác sĩ trong suốt quá trình đấy thì quan tâm chăm sóc em, chăm sóc bạn mình này. Và đến bây giờ bé đã 15 rồi.
Mà đến khi mà bé được hoàn chỉnh cái vòm miệng nữa, nhờ cái bàn tay khéo léo của bác sĩ nữa, các mẹ bé còn tự tin hơn nữa cơ. Cho em rất là tốt, rất là đẹp, em rất hài lòng. Nói chung là phẫu thuật thành công nên là gia đình rất là vui, nhờ ngoại hình của em cũng thay đổi. Before I come to Taiwan, the surgeon, speech therapist and orthodontic look like a ice potato put inside a box. They stand beside, but no connect. But after I come back from Taiwan, now we look like a net of the spider. So the patient in the center, so surgeon, speech therapist, orthodontic, we stand together and look and see the patient in the center. So we have a connect. 罗慧武医师在台湾行医40年里面创造了很多台湾第一的医疗服务，所以才会有这种种子医师的培训观念出来。我们定期去越南。义诊，这个是一个持续性的。那我们也希望推广到世界各国去。除了不是只有生理上的疤痕，那心理上的疤痕更重要。唯有落实这整个团队的医疗，才能把全人医疗的观念来落实出来。东亚这几个国家的唇腭裂的照护一直在向上提升，这个是我们20年来相当大的成就。Chúng em cũng nhiều sóng gió lắm, nhưng mà vượt qua rất là nhiều. Chỉ cần biết cái tình yêu của chúng ta thôi, nhưng còn như thế nào chấp nhận hết. Bạn ước con biết làm phi công. À, muốn làm phi công cơ đấy ạ. Mẹ con bé hy vọng rằng là sẽ tạo điều kiện cho các bé, để các bé có một nụ cười như các bé bình thường. Mỗi người cũng có một cái khuyết điểm riêng, chẳng sao đâu ạ. 最大的成就感就是病人有更完美的笑容，特别特别的开心。